Thưa quý vị và các bạn, ở tại Bắc Bộ cũng như là ở các tỉnh miền Trung đang trong chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục. Dự báo sang đến ngày mai dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn, tại hầu khắp các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 cho đến 38 độ. Một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây như là Tương Dương, Hương Khê hay là Đông Hà, nhiệt độ cao trên 38 độ. Dự báo tình trạng nắng nóng ở các tỉnh miền Trung sẽ còn duy trì ít nhất từ nay cho đến hết ngày 28 tháng 7. Với Bắc Bộ, ngày hôm nay cũng xảy ra nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Du và cả vùng Đồng Bằng. Sang đến ngày mai, cường độ nóng ở Bắc Bộ tiếp tục có xu hướng tăng hơn. Các tỉnh vùng Trung Du nhiệt độ tăng lên mức từ 36 cho đến 37 độ, còn vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao từ 37 cho đến 38 độ. Ngay như khu vực vùng núi phía Bắc, các tỉnh như là Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn cũng xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 cho đến 36 độ. Trái ngược với miền Bắc và miền Trung, ở miền Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam đang gia tăng hoạt động, những cơn mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn, thời gian mưa cũng sớm hơn. Ngay từ trưa và chiều mai, ở Tây Nguyên và cả Nam Bộ đã có mưa rào và dông. Ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh biên giới Tây Nam của Nam Bộ sẽ xuất hiện những điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Mưa sớm làm cho nền nhiệt ngày mai ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều giảm. Nhiệt độ tại Tây Nguyên chỉ khoảng từ 29 cho đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ giảm còn từ 32 cho đến 33 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, trời nắng ráo, gió hướng Nam đến Đông Nam ở mức cấp 4. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông và huyện đảo Trường Sa tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa giảm thấp chỉ còn từ 4 cho đến 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.